Bên kiểu là xe test flycam, cam xe là cái thai của anh Luân ạ. Flycam cam của anh Luân thì em tiếp nhận thì có vài cái không quay ở đây, em đã khắc phục rồi. Bây giờ em sẽ kiểm tra lại máy mình nhé. Đầu tiên về phần wifi này, đây wifi từ máy anh, em bấm kết nối. Đây, máy kết nối rồi này. Em vào phần flycam rồi ở chỗ app của nó. Đây em có vào sẵn rồi. Chuyện gimbal này. Đấy. Chuyện đồ xoay lên này. Xoay xuống ạ. Tiếp theo là về độ ổn định gimbal này. Anh nhìn cả 30 để quay bình thường nhé. Bây giờ thì phần động cơ. Động cơ thì em chỉ bay trong chỉ kiểm tra được khởi động trong nhà thôi. Vì hiện tại bên em đang có giãn cách xã hội nên là không thể ra ngoài để bay được. Em xin phép là chỉ quay ở trong nhà. Động cơ quay đầy đủ đều về, anh chỉ cần cali lại anh bay lên là được. Đây. Em tắt GPS đi, em khởi động rồi. Anh nhìn ạ. Bây giờ em sẽ để cái động cơ của nó quay đấy, nó tự dừng. Đấy, nó tự dừng rồi. Anh nhìn nó dừng đều với nhau được. Hiện tại flycam bay hơi bình thường. Bên em xin phép là dừng trả lại máy cho anh ạ.